Như chị có chia sẻ thì chị nói từ khi lấy anh hùng thì giống như mình phát lên á, thì chị có tin vào tướng số hay cái gì không? Tin chứ, có những chuyện Khánh Chi không thể chia sẻ với tất cả mọi người, mình giữ riêng cho mình, nhưng hôm nay cũng nói luôn, trước khi mà Khánh Chi gặp anh hùng, Khánh Chi rất khó khăn, rất là khó khăn. Chính vì vậy mà Khánh Chi càng yêu ông xã nó nhiều hơn. Là khi Khánh Chi làm gái về được bao nhiêu tiền bạc đầu tư hết, làm cái live show lỗ hết mấy tỷ, có bao nhiêu tiền là trắng tay rồi, trắng tay. Xong Khánh Chi kể luôn, Khánh Chi với lại em trai Khánh Chi, ba mẹ cho cái nhà đầu tư, cái nhà chuẩn bị đang xây, còn căn hộ mới mua sau này. Thì hai chị em cái dòng là ăn sụp đổ mà, nhưng mình nói nó là hay lục đục, thì Khánh Chi mới dựng em trai kế Khánh Chi mới ra được thuê nhà, thuê khách sạn quận 7. Bây giờ Khánh Chi nói gì là cái khách sạn nó biết là Khánh Chi thuê khách sạn đó. Là thời điểm Khánh Chi rất là khó khăn thì lúc đó là Khánh Chi gặp hùng và Khánh Chi tâm sự hết. Vậy mà ông rất là thương mình, chính vì vậy Khánh Chi mới quý trân trọng cái tình yêu này. Có những chuyện mình nói ra mọi người sẽ không tin, nhưng cái chuyện đó cái chuyện của họ, mình kể bằng cái trái tim, cái cảm xúc thật của mình. Ai tin mình thì mình cảm ơn ai, họ tin thôi. Tại bây giờ mình chia sẻ thật lòng của mình, còn cái ý kiến như thế nào thì đó là cái cảm xúc của mọi người. Nhưng thực sự là chồng mình rất là yêu mình, và hai hai vợ chồng đến với nhau lúc Khánh Chi rất khó khăn. Bắt đầu yêu nhau được 6 tháng trời, bắt đầu Khánh Chi làm được, hát được từ 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 đó đó đó, xong đã được 1 năm. Ngay lúc đám cưới Khánh Chi vẫn khó khăn. Nếu mà Khánh Chi không khó khăn như thế thì bây giờ Khánh Chi làm cưới lớn nữa. Lúc đó vẫn khó khăn nhưng nó đỡ rồi. Khó khăn sao chị? Khó khăn là từ dưới lúc đó là 5 năm triệu bao nhiêu tiền chưa ra tiền hết rồi, chứ đâu còn tiền đâu. Khó khăn là khó khăn về kinh tế đó. Khó khăn là hết tiền rồi. Bởi ta sao chị nói là không có tiền làm cái bộ phim này, bộ phim nó có 5 năm rồi. Khó khăn là có bao nhiêu tiền đầu tư hết rồi, chị làm show, chị làm con gái rồi bao nhiêu tiền đầu tư từ một người con trai mà trở thành người gái xinh đẹp tốn rất nhiều tiền. Bao nhiêu chị ta? Mà sao mà tính bây hết giờ, bao bây nhiêu? giờ em nói lên mấy khoản khoản này 5 tỷ 10 tỷ không? Nếu mà nói mà từ khi làm con gái đến bây giờ là cái chi làm một show lỗ mấy tỷ, làm con gái rồi làm một bỏ tiền làm một cái chuyến lưu diễn ở miền Bắc, miền Tây, miền Trung, tổng cộng hết là cái chi 8 tỷ này. Bao nhiêu tiền đi hát dành dụm là từ khi làm gái tới trước khi lấy chồng là bao nhiêu? 8 tỷ là không còn đồng nào hết, trắng tay mắc nợ. Lúc đó Khánh Chi mắc nợ 1 tỷ, Khánh Chi mượn 300 triệu đã kể cái luôn, mượn 300 triệu mình mượn 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 nợ chứ mượn ai. Ngân hàng thì hết tiền xài làm live show lỗ, làm live show lỗ. Lúc đó Khánh Chi mượn 300 triệu để trả tiền cho tất cả anh em. Ý ý là bạn bè thân thiết nào không, lúc đó là nhờ một người bạn mượn những người cho cho ra ngoài, chứ chị không đứng ra chị mượn. Em đừng nói nhà mượn cho dây ở ngoài mà lãi hả? Đúng đang lãi vay nóng đó, thấy chưa? Vay nóng, vay nóng là mượn 300 triệu mà mượn nhờ ba người trăm khác đi triệu vay nóng. đúng vay nóng mượn 300 triệu đến lúc lên đến lúc mà từ mượn từ Dạ. khi live show là năm sau khi dùng năm làm live show là sau đúng 5 năm á là chị trả thành gần 4 tỷ, có 300 triệu thôi, 300 chị triệu cộng tiền lời hết lên là gần 4 tỷ. Trong mấy năm? Thì từ sau chị làm cái là 6 năm nè, năm đầu về là xong, chị nghỉ năm là năm thứ nhì là chị làm ra số liền là 4 năm trời, 4 năm từ 300 triệu 300 xong rồi lên là 4 nhanh 400 lên 500, 500 lên 600, lên tới thành 1 tỷ mấy, mà tiền lời đóng trong vòng 4 năm trời đó nó lên 4 tỷ mấy, mà chị mượn trong vòng có 300 triệu mà lên tới vậy. Từ lúc gặp ông xã chị vẫn nợ 1 tỷ 3, giờ hết nợ hàng xong lâu rồi. sao thời điểm đó em thấy là chị, nếu mà chị nợ gì chị thôi xin về xin gia đình giúp đi, không xin gia đình mà đi mượn chứ mà trả nhiều như em vậy. à, chị lớn rồi chị đâu phải cái gì cũng xin gia đình, cái gì chị xin gia đình những cái dự án lớn ba mẹ chị tài trợ chứ chị xin ngoài đâu được, mà lúc đó chị mới làm con gái về, cái đó là quyết định của chị thất bại chị không thể được xin ai hết, và ngay thời điểm chị làm gái ba mẹ chị không ủng hộ sao chị xin được, càng dần ba mẹ chị mới thấy là cái chuyện chị làm con gái là chị quyết định đúng đắn.
đâu phải đơn giản mà có một bức tranh đẹp như bây giờ mọi người thấy đâu. Chị trải qua rất, chị trải qua rất là nhiều giai đoạn nhưng mà chị không thích kể. Mình kể ra khán giả nói là lên trên báo chí than khóc lóc để cần tình thương người khác, không bao giờ. Hôm nay mọi người hỏi Khánh Chi đâu bây giờ chia sẻ với chị nào, hôm nay mọi người hỏi và cái kỷ niệm cái phim này nó quá xúc động và ngay ngày 8 tháng 3 nó nhiều cái cảm xúc nó tràn về chị mới kể thôi. Bây giờ mà em tính sơ sơ nha, ví dụ bây giờ để 8 tỷ đó vừa làm live show, vừa làm con gái, vừa tùm lum hết tất cả các tiền mà khoảng 8 tỷ. Thì bây giờ mình tính mình cộng ngắn ngắn lại thôi thì tiền mình riêng cho cái chuyện mình đầu tư cho bản thân của mình làm đẹp thì khoảng bao nhiêu? Chị nhớ được không? Nói chung ra vấn đề làm đẹp chị là không tốn tiền. Và tất cả các công việc còn tài trợ chỉ làm không. Chị riêng về làm đẹp là chị cần lấy tiền không cái gì. Chị có chuyện quần áo rất tốn tiền nhiều nhưng mà riêng mà về mà làm đẹp là chị không tốn tiền. Còn các chi phí cho bản thân của mình thì quần áo và thời gian đầu nữa, mình chưa biết đồ nào đẹp, mình mua rất là nhiều, cuối cùng mình không mặc được cái gì hết. 3 năm sau Lâm Khánh Chi mới biết đồ đẹp là cái gì và biết bộ này cho phù hợp với mình. Mọi người cũng đã thấy 3 năm nay cái chị mặc đồ rất là đẹp, rất là sang, rất là style. Là 3 năm giờ trước là mua rất là nhiều, giờ mua 50 bộ về mặc chị 5 bộ. Một thấy đẹp là mua, mà thấy một bộ như cái kiểu áo nó đẹp đó, mua là 5 cái, 5 màu vậy. Ai mà mua vậy, ngày xưa mình không biết, mình mới về mình không biết. Mua 5 cái nó mặc, cuối cùng về 5 cái, 4 cái kia để hoàn mặc cho. Tốn rất là nhiều tiền quần áo, nhưng mà nói về sắc đẹp mà không tốn tiền. Bây giờ thì ba bây giờ thì ba của chị cũng đã tham gia đóng phim, tức là cái sự ủng hộ hoàn toàn khác rồi đúng không chị? Ba của chị á. Ba Khánh Chi giờ thì thôi, gia đình Khánh Chi giờ thương Chi. Quá trời thương. Không còn gì nữa đâu. Thật sự bây giờ mình mới có được cái hạnh phúc mỹ mãn, dùng từ mỹ mãn thôi. Hồi nãy em coi khúc đàn. Mà bây giờ là không cần phải làm gì cho mình, giờ thích làm cho mọi người đó. Người một cái màu làm cho người, mình sẽ làm nó cứ lớn hơn, nó cứ có chuyện luôn. Chị hồi nãy cái đầu trong phim thấy có cảnh là nó khỏa thân đó đúng không? Ừ. Chị với là Mạnh Đồng thì lúc quay đó làm sao? Anh Hùng đó không có Hùng. Mà lúc quay thực sự ra là khó khăn lắm. Tức là không mặc gì luôn hay sao? À giúp mình mặc quần ơm body không nhà, chỉ có mình nữ mình cho thôi. Quay cái đó mặc mình quay nữ mà nữ không cho là nữ không cho không mặc gì luôn. Thì đúng không mặc cái đó đâu có mặc gì đâu. Nhưng mà mình đứng sau lưng gì mình đọc chứ đứng sau lưng thôi. À tức là nữ không cho là cũng không mặc gì. Rồi lúc ở trong á là mình che áo, khi lúc quay ra mình mới kể áo ra. Xong rồi chơi lại. Cứ gặp tai nạn vậy. Nói chung mà thật sự quay cho nó rất mà hơn, quay đúng một lần là dính một xô. Đâm ra là rất là mừng. Sao không cho ông chạy không xả đi theo. Sao cho chơi. Không có kịch bản ngay đầu cũng đưa ra. Có những cái tình huống gì để cho xem bộ phim nó có sự hấp dẫn hơn. Chứ thật sự quay cái đó cũng hơn là có một xuồng là xong. Nhưng mà cái ý mà quay mà bán khỏa thân như vậy là ý của chị, ý của đạo diễn. Đạo diễn, tất cả ý đạo diễn đó. Bộ phim này chị không tham gia một gì hết. Lúc đầu bộ phim này đúng, không có cái vụ lầm rồi Loto, chị đưa ý tưởng Loto luôn. Bộ phim lúc đầu chị nói tình yêu vậy thôi. Nó chỉ có 30 phút thôi. Chị mới nói là thôi bây giờ cái đề tài Loto nó rất là gần gũi, nó rất là hay. Đó là chị muốn viết thêm cái đề tài Loto vô. Chị yêu cầu là gì, đạo diễn viết thêm này. Đề tài Loto vô. Và khi mà chị quay cái cảnh mà bán quả thân như vậy đó, chị có xin phép không mình? Thật sự ra chồng Khánh Chi á, khó thì rất khó, nhưng mà nói về công việc á, là chồng Khánh Chi rất ủng hộ. Mặc dù biết là ví dụ ổng không thích nhưng mà ổng vẫn ok, tại vì đây là công việc mà. Ổng có nói với chị là ổng không thích rồi, hay là ổng nói là thôi em cứ làm đi. Không nói không thích mà cũng không nói làm đi, về tự nhiên Khánh Chi đâu có kể nè. Chị tính sợ lại, tức là giấu luôn hả? Giấu luôn, bây giờ coi mới biết. Tại vì mình không muốn cho cái câu chuyện nó quan trọng có vấn đề. Nếu mình xin quan trọng vấn đề là những cái ổng là không chịu. Vậy là... Thế nên mình coi nó cái bình thường, nó sẽ bình thường. Và khi mà nó xong chuyện rồi mà chị không chịu, nó ra thành phẩm. Nhưng mà chị có sợ không? Mà không, không, hôm nay về biết làm sao. Nhưng mà là... Nhưng mà giận thì chắc là không giận, đây là công việc mà. Đây là phim nghệ thuật mà. Phim thì có những cái gì nó mới hay. Nó hấp dẫn. Trước giờ anh có phản ứng hay ghen gì vậy chị? Đúng rồi, ghen đó. Nói chung ra là ghen thì đương nhiên là em yêu mọi ghen. Nhưng cái chi 24 chân đi chung với ổng, ổng ghen cái gì vậy? Con đi với ai riêng đồng ghen. Đâm ra cái chuyện ghen á, nó không xảy ra. Nhưng mà tại vì dính như Sam 24 chân 4 rồi.
Mọi người có thấy bao giờ mà đi mà Khánh Chi đi mình không? Thì ghen ghen gì cũng không có làm mình chính vì cái điều chị không Khánh Chi dính 24/7 nên là mình làm cái gì mình không có sợ chồng mình ghen. Tại vì ổng bám sát rồi, Facebook mình là quản lý, ổng là manager, ổng dính với mình 24/7. Vậy làm sao chị giấu được cái chuyện quay cái cảnh kia? Thì quay phim gì khi quay ra lúc đó phải lúc nào ảnh cũng sát cánh mà chị kêu đi vô đồ ăn ảnh đi này nọ đi lo công việc ổng mệt ổng nằm ổng ngủ, tức là chị canh cái lúc mà ổng không có. Nói chung ra bữa đó quay cái cảnh nó thực sự ra tự nhiên hơn sao ổng không có xuất hiện chợ ổng dưới tao quay trên lầu lấy cái phòng của nhà Khánh Chi giả bình diện quay trên lầu ảnh ở dưới đất không mình như lúc đó chị cũng nói là thôi anh đừng lên đi 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 nó hơi mệt anh nghỉ anh chú ờ nó Khánh Chi nói là thôi anh mệt anh ngủ anh nghỉ đi. Quay cảnh này xong mà tôi quay cái cảnh nó bên cuối, quay cái cảnh nó quan trọng nên là xong xưa mới quay cảnh đó. Quay xong là ăn luôn. Mà cái chuyện chị mà giấu chồng giống cảnh đóng gì vậy thấy tài trời không? Đóng tài trời đâu. Cái này là đóng phim mà, chứ đâu phải ngoài đời này. Chị thấy rất bình thường. Phim con này hay đẹp mắt là được rồi. Và chồng Khánh Chi dư thừa biết Khánh Chi và Mạnh Đồng là một người bạn ở ngoài đời. Chị em rất bình thường. Và Mạnh Đồng và anh Hùng ngồi chơi nhau rất là thân, ăn uống nhậu nhẹt nhau rất là thân. Năm nào với A chứ với Minh Đồng Khánh Chi là không ngại cái vấn đề mà sợ chồng nghe. Nhưng mà làm nghệ thuật thì mọi người, những ông chồng của những người nghệ sĩ cũng phải công nhận được điều vợ mình làm nghệ thuật mà. Nếu mình khó khăn mình quan trọng vấn đề thì rất là khó làm việc. Được một cái là ăn kem là rất là thoải mái trong những chuyện đó. Nhưng đương nhiên ở trong lòng thì cứ có ghen hay không là khó chịu không thì cũng có, nhiều khi cũng có. Nhưng ảnh nó ra.